Huỳnh Như về Việt Nam, Lang FC lập tức nhận kết quả buồn. Lang FC vừa phải nhận trận thua đậm sau khi tạm chia tay tiền đạo Huỳnh Như về Việt Nam nghỉ phép. Tiền đạo Huỳnh Như đã trở về Việt Nam hôm 19 tháng 2 ở kỳ nghỉ phép trong thời gian giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Liga BPI tạm dừng. Nhường chỗ cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đá playoff World Cup nữ 2023. Ở đợt về phép này, Huỳnh Như sẽ tranh thủ thăm gia đình sau 6 tháng xuất ngoại thi đấu, đồng thời tham dự lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam nơi cô có khả năng được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp. Trái ngược với niềm vui của Huỳnh Như, Lang FC lại phải đón nhận kết quả đáng buồn trong ngày tạm chia tay, đội trưởng đờ ti nữ Việt Nam. Theo đó, đội hình B của Lang FC đã hứng chịu trận thua đậm 0-3 trước Gil Vicente ở giải đấu dành cho các đội dự bị của các câu lạc bộ nữ Bồ Đào Nha các cầu thủ lang FCB đã thi đấu dưới sức để cho Caron Minera lập cú đúp và Adriana Semedo chọc thủng lưới. Qua đó mang về 3 điểm quan trọng cho Gil Vicente. Đây chắc chắn là điều mà lang FCB cần cải thiện trong thời gian tới. Đội hình B của lang FC cũng sẽ có những cầu thủ ít được thi đấu từ đội chính xuống chơi để lấy cảm giác bóng và tìm lại phong độ. Điều này giống với trường hợp của Nguyễn Quang Hải tại Po FC. Khi không cạnh tranh được xuất thi đấu ở đội 1 người đại diện đã chủ động xin cho tiền vệ 26 tuổi xuống đội bê đá giải hạng năm nước Pháp. Trở lại với Huỳnh Như, chân sút quê Trà Vinh gia nhập Lang FC từ tháng 8 năm 2022 và hòa nhập nhanh rồi tỏa sáng trong màu áo mới. Qua 16 trận, cô ghi 6 bàn kiến tạo hay, đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất đội. Tuy nhiên, tiền đạo Việt Nam chưa xem đó là thành công. Tôi vẫn còn nhiều điều để học hỏi ở Lang FC, dù mới sang lang 6 tháng, tôi sẽ có rất nhiều chuyện để kể với mọi người. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng, đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Nói về khả năng lần thứ năm đoạt quả bóng vàng nữ Việt Nam. Huỳnh Như khiêm tốn, cuộc đua quả bóng vàng năm nay rất hấp dẫn vì có nhiều cầu thủ xứng đáng. Đặc biệt, các đồng đội của tôi ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện tất tốt và giành nhiều thành công. Tôi mong đêm gala trao giải tối 25 tháng 2 tới sẽ có nhiều thú vị và bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.